cho mình đi. Chơi con máu ra đây rồi gì nữa. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Đi rồi, xong. Xong phim em rồi em ơi. Đi lên. Đi lên. Trời ơi. Dạ em tự đi. Dạ em tự đi. Phúc đó, tội cô là dám gây nhung nhớ cho tù trưởng của tôi. Giải nó lại đây. Dạ, em chào mấy đại ca, dạ em chào mấy chị. Giữ ra đó. Lấy giùm cái hào bọt đi mấy cưng. Dạ. Dạ mẹ, để con xuống tay cho. Mau. Tôi làm anh sống đây. Em biết chuyện gì không? Nay anh không được vui. Nó nói thiệt là nay không được vui. Nè, cái lỗi đầu tiên của em nè. Sáng làm bọt mà dư cho mấy đứa nhỏ mà làm bọt mà dư. Dư bột nè. Coi cho bắt nha, cho bắt nha tao rồi mày. À, con gái người ta muốn tỏ tình không được, anh tỏ tình em khóc là sao? Em làm cho anh đi chết hả? Lấy món ăn, món ăn. Món ăn. Dạ đây. Ăn rất là ngon. Em thích ăn khoai đúng không? Nè. Điện nữ mở ra cho vua mở ra cho tiện tì nè. Dính tay lại. Lại trả lời em kìa. Cho khó một lá thờ quá. Kiếm thịt chứ còn biết gì nữa. Lỗ bao nhiêu xoắn xoắn không hả? Cấp gì lên. Không có nhắn nhá mệt lắm. Rồi. Lấy cái kia, lấy cái kia. Cầu đứng lên đường lại hạ đi. Cái này manh động quá, đồ dưỡng manh động quá. Nhây. Cầu đứng lên đường là lại hạ quá đi đó hả? Em thích bông hồng tím không? Lấy cái cuối cùng, cái này mới là quan trọng nhất nè. À, nó mà nhưng mà cậu. Em muốn tự lên này, đợi anh ra tay. Em thấy mặt em trắng không? Em mặt em đen không? Mày đây! Bảo ơi à! Cái mặt của anh màu đen, cái mặt của em màu trắng, hai màu hoàn toàn nó cân phản với nhau. Nhưng mà hai màu đó lúc nào cũng đi chung với nhau á. Thì em muốn về chung với anh á, em suy nghĩ gì? Những gì em muốn anh chấp nhận hết, anh sẽ đi cùng em. Vậy thôi, nè cầm ấy, không thích nói nhiều. Đây là bài toán cuối cùng. Suy nghĩ nha. Lấy hội ơi, trời ơi. Vô anh đi, vô mà chi. Vô anh đi. Không được ai. Này thôi. Quyết định con nằm ở để coi cái xin này đẹp quá chú ơi, đẹp trời. Mai gặp.